sẽ có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng và 5 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhãn đốc tài thanh, trà thanh không đủ, năm một quan, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quay số trúng thưởng xé nhãn liền tay trúng ngay 4 giải chục triệu mỗi ngày, một chương trình khuyến mãi đến từ các nhãn hàng trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực Number One, Number One chanh và dâu cùng Number One Acti chanh muối. Và trong chương trình ngày hôm nay, đồng hành cùng với chúng ta là anh Phạm Đình Diện, đại diện từ phía người tiêu dùng, sẽ giúp chúng ta đi tìm những chủ nhân may mắn của các giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cùng 300 thẻ cào có mệnh giá 50.000 đồng. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời anh chị sẽ bấm nút để có thể tìm ra chủ nhân đầu tiên của giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Xin mời anh chị. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số 8CEBCCOG với 4 số điện thoại cuối 6771. Xin mời anh chị nhé. Xin chúc mừng mã số may mắn EP47P5OG với 4 số điện thoại cuối 4580. Xin mời anh nhấn nút lần thứ 3. Xin chúc mừng mã số Y dài ACXDY dài QU với 4 số điện thoại cuối 4140. Xin mời anh. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số TRF443GM với 4 số điện thoại cuối 7448. Xin mời anh nhấn nút lần thứ 5. Thưa quý vị và các bạn, chương trình quay số xé nhãn liền tay trúng ngay 4 giải chục triệu mỗi ngày của tập đoàn Tân Hiệp Phát diễn ra từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 1 tháng 7 năm 2018. Mỗi ngày như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau quay số để tìm ra những chủ nhân may mắn của 4 giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cùng 300 thẻ cào điện thoại có mệnh giá là 50.000 đồng. Để tham gia chương trình và có thể may mắn trúng các giải thưởng của chúng tôi, xin mời quý vị và các bạn hãy mua những sản phẩm đến từ các thương hiệu trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực Number One, Number One chanh và dâu cùng Number One Acti chanh muối. Đừng quên xé nhãn và gửi mã số dự thưởng về cho chương trình theo cú pháp mã số gửi 6020 hoặc truy cập mã số lên website chụctriệumỗingay.com. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trên màn hình của chúng ta bây giờ đã hiện lên tất cả những mã số trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các quý khách hàng may mắn đã trúng các giải thưởng trong chương trình và cũng xin cảm ơn anh đã đến tham gia cùng với chúng ta ngày hôm nay. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo? Đó có thể là bạn. Vì vậy đừng quên truy cập lên website chụctriệumỗingay.com hoặc gọi điện về số 1800545478 để có thể cập nhật thông tin khách hàng trúng thưởng mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ nhận đây có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng và 5 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhận đốc tài thanh, trà thanh không đủ, năm một quan, gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng.